Xin kính chào toàn thể bà con. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2019. Vâng, tôi đang quay video trực tiếp tại trang trại nuôi chim bồ câu Hồng Phúc, địa chỉ tại thôn Hiệu Trân, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hôm nay chúng tôi làm clip để giới thiệu về việc hôm nay xuất 60 cặp chim bồ câu loại 5 đến 6 tháng tuổi về với đất Chương Mỹ, Hà Nội. Vâng, thưa các bạn, đây ạ. Trang trại chúng tôi thì với quy mô tổng đàn là 9.000 cặp bồ câu Pháp, bồ câu Titan, bồ câu Mỹ. Hàng tháng cung cấp ra thị trường hàng vạn đôi chim từ giống đến thực phẩm. Vâng, đây là những cặp chim này, màu xám đá này, thưa các bạn, đã được chọn lựa để về với đất Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Dạ vâng, đây bà con nhìn này. Đấy, khách này thì lại rất thích là màu xám đá nhé. Mới đây à, 60 cặp thì trong đó có 20 cặp chim bồ câu mi mắt, còn đâu là 40 cặp bồ câu xám đá này. Dạ vâng, chúng tôi thì chuyên cung cấp con giống, bao tiêu đầu ra và hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Thưa các bạn, đây là lứa chim 3 tháng tuổi này. Còn đây là bồ câu sư tử, thưa các bạn. Đây là cặp bồ câu sư tử nhé. Chúng tôi thì bán giống và bao tiêu đầu ra. Cho nên bà con đến với chúng tôi thì sẽ được mua được con giống này, tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ này, hỗ trợ kỹ thuật suốt trong quá trình chăn nuôi này. Đây các nhân lực là đang xếp chim về với đất Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Cách này thì đã lấy lồng và chuẩn bị trước lắp ghép xong được mấy ngày nay rồi, cho nên là hôm nay là chỉ có bắt chim thôi, 60 cặp ạ. Bên chúng tôi thì có xe tải hỗ trợ vận chuyển nhé, giao hàng toàn quốc, thưa bà con, giao hàng toàn quốc luôn. Đây các nhân lực này, với 15 nhân lực lao động thì 9.000 cặp, rồi là nhân viên giao hàng là đủ với số lượng. Một người sẽ đảm nhiệm được 1.000 cặp chim bồ câu sinh sản ạ. Chuyên tâm nhé. Vâng, thưa bà con, đây là lớp chim của trang trại chúng tôi này. Bà con nhìn thấy này, rất chi là đẹp luôn này. Từ phân nhé, phân là phải khô ráo này. Đó, bà con nhìn thấy. Với 3 hàng nuôi này. Chim, toàn bộ chim trước khi xuất khỏi trang trại đều được tiêm phòng, làm vaccine đầy đủ nhé. Cho đến tay bà con tiêu dùng thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng của con giống. Bà con nhìn này, những đôi chim này, mi mắt trắng xám luôn nhé. Đấy, đẹp long lanh luôn. Chim trước khi xuất khỏi trang trại thì đều được kiểm tra, tiêm phòng. Rồi khi mà bán giống cho bà con thì chúng tôi sẽ có một quyển tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Và đầu ra thì bà con hoàn toàn yên tâm, với những người mà mới va vào nghề nuôi chim bồ câu sẽ khó khăn và chưa tìm được thị trường thì chúng tôi sẽ sẵn sàng là hỗ trợ và bao tiêu cho bà con. Đây, bà con. Con chim đây tôi sẽ bắt thử một con cho bà con xem. Đấy. Con chim vừa mới ở tầm 2-3 ngày này. Thưa bà con, kỹ thuật nuôi 4 con này. 4 con nhưng mà chim của chúng tôi vẫn phải đều răm rắp. Thưa bà con, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0973 143 996 và 0962351138. Trang trại bồ câu Hồng Phúc rất mong được hợp tác cùng bà con. Hẹn gặp lại bà con ở các video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.